Trước những thành quả cha thực hiện, Đức Giám mục giáo phận muốn đề cử cha làm giám mục, nhưng người đã khiêm tốn từ chối, với ý nguyện dành cả cuộc đời để đi khắp nơi loan báo tin vui trong tinh thần khiêm tốn, đơn sơ, khó nghèo. Cha bắt đầu quy tụ một số anh em làm thành cộng đoàn, sống đời tu trì qua việc cầu nguyện, học hành, với ước nguyện sau này sẽ thành lập một dòng tu chuyên lo việc giảng thuyết. Năm 1215, cha Đa Minh cùng Đức Giám mục Phun đến Roma thỉnh nguyện lên Đức Thánh Cha Innocente thứ ba cho thành lập dòng anh em giảng thuyết. Đức Thánh Cha rất băn khoăn trước lời thỉnh nguyện trên, vì công đồng Laterano thứ tư vừa ra quyết định cấm lập dòng mới. Tuy nhiên, trong một giấc mơ, Ngài thấy đền thờ Laterano rung rinh như sắp sụp đổ. Bỗng có hai người đứng hai bên chống đỡ. Đức Giáo Hoàng nhận ra đó là hai thánh Đa Minh và Francisco cùng đến Roma xin lập dòng. Ngài hiểu đây là ý Chúa muốn hai dòng có mặt để bênh đỡ hội thánh, nên đã tìm cách ủng hộ việc lập dòng và khuyên cha Đa Minh về chọn một tu luật có sẵn. Đây là hình hai thánh tổ phụ Đa Minh và Francisco gặp nhau tại Roma khi cùng đến xin Đức Giáo Hoàng Innocente thứ ba cho lập dòng. Cũng trong thời gian này, Thánh Đa Minh được thị kiến thấy hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hiện ra với Ngài. Thánh Phêrô trao gậy và Thánh Phaolô trao sách với lời khuyên nhủ: "Con hãy đi rao giảng khắp mọi nơi. Đây là sứ vụ Thiên Chúa trao cho con và các con của con trong tương lai." Ngày 22 tháng 12 năm 1216, Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba chấp nhận Châu Phê đơn thỉnh nguyện xin thành lập dòng anh em giảng thuyết của cha Đa Minh. Từ đây, dòng nhận một sứ mạng cao cả là cung cấp cho giáo hội những nhà giảng thuyết được đào tạo chuyên biệt để rao giảng tin mừng. Ngày 15 tháng 8 năm 1217, cha Đa Minh sai 16 anh em tiên khởi đi khắp Âu Châu để học hỏi, rao giảng và lập tu viện. Ngày này được coi là ngày lễ hiện xuống của dòng. Chỉ một thời gian ngắn, dòng Đa Minh đã lan rộng khắp Âu Châu, thu hút nhiều linh mục, giáo sư, sinh viên vào dòng để phục vụ hội thánh. Cha Đa Minh đã sống và để lại một nếp sống tông đồ mà các con cái của Ngài không ngừng dõi bước noi theo. Trước hết là tinh thần cầu nguyện và hy sinh. Cha tâm sự với Chúa một cách tự nhiên, sốt sắng với cả con người cha. Có lúc cha đứng thẳng người lên, giang hai tay ra như hình thánh giá, mắt đăm chiêu nhìn lên đó như chiêm ngắm một nhân vật vô hình. Có lúc cha bưng mọc lại khóc lóc than thở cách rất thảm thiết. Có lúc cha quỳ gối nhìn lên ngắm tượng chuộc tội một cách say sưa. Có lúc cha cúi xuống thật sâu hay nằm sấp xuống đất như tội nhân phàm hèn trước tôn nhang đấng cao cả. Có lúc cha quỳ gối hai tay giơ cao khẩn nài, hoặc chấp lại trước ngực cách nghiêm trang khủng núm. Trong khi đó, cha chảy ra biết bao nhiêu nước mắt để cầu xin cho các tội nhân, cho ơn cứu độ của nhân loại.
cha thường thốt lên lời kêu vang với Chúa: Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha còn áp dụng nhiều phương pháp của các thánh trước đây là hãm mình phạt xác, tự đánh vào thân thể mình cho đến khi chảy máu, để thực hiện như lời thánh Phaolô: Tôi bắt thân xác phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Cha và các anh em hằng chạy đến với mẹ Maria, đứng bảo trợ dòng để xin mẹ đồng hành với dòng trên bước đường tông đồ. Thứ đến là tinh thần học tập. Cha đầm mình muốn con cái mình, vì là những người có sứ mạng loan báo tin mừng, nên phải chuyên chăm học hỏi để thâm nhuần lời Chúa và đạo lý giáo hội cho sâu sắc. Chính Ngài, dù từng là giáo sư kinh thánh, cũng không ngần ngại đi với anh em đến thụ giáo tại trường chính tòa Toulouse. Tiếp đến là tinh thần tông đồ. Cha Đa Minh hăng say rao giảng lời Chúa mọi nơi, mọi lúc như người lữ hành của tin mừng. Ngày nay, các con cái của người làm nên những bài ca mô tả những bước chân reo vui của Thánh Tổ Phù trên mọi nẻo đường truyền giáo. Xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người vô hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời. Vào thời kỳ vua dân san tê đang chỉ vì nước anh trên đời, đã minh cha hăng say không ngơi đem tiền chi dẹp tan an bi. Kìa nhìn xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người vô hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời. Rồi một ngày gặp người lạc đạo, quyết dẫn ông đến nơi chiến hào, đám cha tươi vui không nào, chinh phục ông về cho Thiên Chúa. Kìa nhìn xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người vô hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời. Kìa nhìn xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người bộ hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời. Trong học đường sinh viên nơi nơi, thắp sáng lên ánh thiêng soi đời, cho muôn dân luôn nghe tin vui, Ngài lập sang dòng truyền thuyết giao. Kìa nhìn xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người bộ hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời. Vào thời kỳ vua dân sang tê đang chỉ vì nước anh trên đời, đã minh cha hăng say không ngơi đem tiền chi dẹp tan an bi. Kìa nhìn xem cha thánh đã mình đơn sơ ra đi làm người bộ hành, hát sương nghèo nàn vẫn vui. Vào từng nơi đi qua các dân, cha loan truyền về Chúa nhân hiền, Ngài chỉ nói đến cha trên trời.
cuối cùng là tấm lòng trắc ẩn đồng cảm với những nỗi đau thương của con người. Noi gương Chúa Giêsu, Cha đã yêu thương tha nhân bằng những rung cảm thao thức của chính Chúa thuở xưa. Học với Chúa để biết xót thương và cảm thông với những người Cha gặp gỡ. Cha đón tiếp mọi người với lòng bác ái bao la. Và bởi vì Cha yêu mến mọi người nên được mọi người yêu mến. Cha có luật riêng cho mình là vui với người vui và khóc với người khóc. Đầy lòng thương cảm và tận tâm lo cho người khác, cùng cam chịu nỗi khổ đau với người khác. Tại tu viện Sito Roma, các tu sĩ vì thương yêu người nghèo đã phát hết tất cả của ăn. Đến giờ cơm của tu viện, nhờ lời cầu nguyện của Cha Đa Minh, Chúa đã cho hai thiên thần mang bánh đến phân phát cho mỗi tu sĩ. Khoảng 100 năm sau, nhân dịp kỷ niệm biến cố này, chân phước Fra Angelico là một tu sĩ họa sĩ của dòng đã vẽ bức họa tuyệt mỹ để nhắc nhớ anh em việc Thiên Chúa quan phòng hằng quan tâm đến tinh thần khó nghèo và không để cho ai phải đói khát. Đây là tu viện Santa Samina ở Roma, đã được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba trao cho dòng Đa Minh vào năm 1218 và từ đó trở thành trụ sở của bề trên tổng quyền dòng. Vào năm 1220, hai linh mục Jacinto và Cheslao người Ba Lan đã gặp Cha Đa Minh tại Roma và xin gia nhập dòng. Các ngài đã lãnh tu phục trước sự chứng kiến của Đức Cha Ivo Odova, giám mục giáo phận Cracovia là cậu của hai ngài. Sau đó, hai cha trở về quê hương Ba Lan mở mang dòng và làm phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay. Năm 1220 và năm 1221, Cha Đa Minh triệu tập các anh em mở hai tổng hội đầu tiên của dòng để quy định một số thể chế, tổ chức làm nền tảng cho dòng, cũng như thảo luận việc phát triển dòng trên khắp thế giới. Cuối tháng 7 năm 1221, Cha Đa Minh lên cơn sốt nặng. Cha xin anh em đưa mình về tu viện của dòng ở Bologna. Tại đây, nằm giữa anh em, Cha khuyến khích anh em luôn nhiệt thành rao giảng, phát triển dòng và kiên trì sống thánh thiện. Cha cam kết với anh em, dù qua đi, Cha sẽ mưu ích cho anh em hơn khi còn sống. Ngày 6 tháng 8 năm 1221, Cha qua đời trong vòng tay thương nhớ của anh em. Trước khi nhắm mắt, Cha đã trăn trối: anh em yêu dấu, gia sản Cha để lại cho anh em là hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay, trước nhan Chúa và được Đức Maria hỗ trợ, Cha sẽ chuyển cầu cho anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực.